Rồi chào các bạn, thì hôm bữa mình mua cho trai bốn cái bia ga này với ba cái men này 1 triệu đồng. Thì hôm nay mình sẽ test thử coi mua cho trai 1 triệu đồng thì nó có thơm hay không. Thì để giờ mình bỏ nó lên trên này, mình test từng món. Thì có cái men sữa nát hết rồi thì chắc khỏi test quá. Với cái men này thì cái men này men silver, thì để mình cắm điện vô thử coi nó có chất đựng nguội hay không. Mình thử một cái đi rồi mà cái này cũng không có test được tại vì mình không có gam silver đó, CPU nữa, CPU âm. Rồi để bật điện lên các bạn xem thử nha. Đây thì cái men bật lên thì nó lên đèn nè, thì để mình gắn con CPU con G44 của mình thử coi nó có chạy hay không. Rồi mình vừa gắn vô thì nó tự kích nguồn luôn nè, quay quạt nè, mà nó không báo gam không gì hết. Thì do con siêu này khi nó cũng không có chạy được trên men này nữa. Ê, nó có báo gam nè, thì men này nó có báo gam nè, mà giờ mình cũng không có gam mình gắn thử. Thì bây giờ mình gắn thử cây gam thường luôn coi men này nó có chạy được gam thường không. Hên xui nha, cái này đây mình gắn cái màn hình luôn, gắn cái bàn phím luôn coi coi nó là sao. Rồi, mình gắn cái tảng lên đây. Đây này nó tự nó kích, mình không có gắn pin CMOS nhưng nó tự nó kích nguồn. Coi gam này với con siêu này nó có chạy được không. Có khi cái gam này với siêu này nó chạy không được á. Này mình không có đồ test thì nó cứ chớp hoài luôn. Chớp hoài luôn, nó báo gam nè, mình gắn gam rồi nó báo gam nè. Thì cái men này do không có đồ test thì thôi bỏ nó qua một bên, nó chạy chip ấm ấm rồi. Gam này thì chắc là nó không chạy được đâu. CPU này chưa biết nó có chạy được hay không. CPU thì có thể nó chạy được nhưng mà coi cái gam này, máy này chạy gam server. Rồi thì cái này bỏ nó riêng bên đi, cái này mình không biết nó chạy được hay không nữa. Các bạn coi lại cái màn. Rồi mình bỏ nó qua một bên. Rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tiếp cây màn Asus H110ME M2. Thì mấy cái dòng này bạn nên đo nó một cái nha, bạn đo chạm chập á, bạn chỉnh cái thang đo về chạm chập nè, nó báo cái còi te te đó. Bạn đo cái đường 12V này thì em có nó có bị chập không, nó mà chập là bạn gắn siêu vô nó chết siêu á. Thì nó kêu te te thì nó chập, nó không kêu thì bình thường. Rồi này nó không có chập. Rồi mình bật điện cho coi nó có kích được không. Thì mấy dòng này thường có CPU nó mới kích được. Thì
dòng này bà không gắn CU thì nó sẽ không kích được. Để mình gắn CU vô đây đó, mình mới gắn CU vô cái nó tự nó kích được kìa, nó quay vòng cái nó tắt nè, nó quay nữa rồi kìa. Để mình gắn cái lo vô coi coi nó có đây, nó báo gam nè hên ha, để coi coi nó có chạy hay không. Đây, tắt cái này đi rồi để mình gắn cái gam vô coi coi men này nó có chạy hay không. Rồi, gắn cái tảng lên trên này luôn, gắn cái màn hình với phím rồi luôn. Thì nay em này mua cho chơi thì nó hên xui thôi, nó chạy lên hình chưa chắc gì nó ổn ha. Rồi để mình kích nguồn lại coi coi nó có chạy hay không. Báo nghe cái tích lại lên đó ha, đó nghe tích đó, đây lên hình nè. Asus H110ME M2, gần siêu mình là G44, RAM 8GB. Đây thì H110ME M2 thì nó lên hình rồi đó. Rồi thì cái này nó lên hình thì để chữ OK lên đây đi, để nó dễ phân biệt. Nữa mình test OK hết thì mình sẽ để chữ full ép vô nữa cái là nó full chức năng á. Còn nó mà bị lỗi gì thì mình sẽ đánh lỗi vô và mình xử lý nó sau. Rồi cái này cái men này thì lên nè ha. Rồi thì để mình test cái men kia luôn. Cái men kia coi nó có chạm không, tại vì cái men kia nó bị gỡ hết linh kiện rồi. Thì men này nó có Asus này nó cũng giống hệt luôn, cũng H10ME M2 giống hệt luôn, nhưng mà linh kiện thì nó gỡ hết tất cả những cái con ba chân ở trên này nè, tất cả luôn. Rồi mấy con IC này nó đã khò, nó thay con khác hay gì rồi thì nó gỡ linh kiện giùm đúng trên này. Nhưng mà để coi coi nó có bị chạm không. Thì để mình đo thử coi. Chỉnh về thang chạm mình đo coi coi nó có chạm. Chạm thì mình khỏi gắn CU luôn. Thì cái này nó không nó. Ê, nó mới chạm đó. Đó, nó có chạm ha. Cái này men này nó chập chờn rồi, nó chạm rồi đó. Mấy men này bà không nên gắn CU vô nha, mấy men này gắn CU vô coi chừng chết CU luôn á đó. Đó, thì mình để riêng nó một bên. Thì bây giờ bắt đầu mình lấy lại cái Asus nó ghi chữ OK nè, test thử mấy cái cạc luôn. Rồi để mình gắn con CU vô, gắn vô sẵn test men này luôn, vừa test cạc luôn. À, tắt cái này đi. À, thì bây giờ để mình coi gắn cái quạt lên luôn. Giờ mình test lại cái coi nó còn lên hay không cái đi, tính mình hạ test mấy cái kẹt mấy đầu dây chai này hên xui thôi. Chưa gắn cái lo này. Lên nè, rồi thì nó lên rồi, thì bây giờ mình sẽ test mấy cái kẹt. Bây giờ mình sẽ gắn cái cạc mà bị gỡ hai ngóc nè. Bây giờ mình
xin sơ cây cạc này cái rồi mình test coi. Vệ sinh cái chân này nè. Rồi. Test thử cây cạc này nó còn chạy hay không. Cạc này thì nó có cái cổng HDMI. Để mình gắn cái cổng HDMI vô. Nó này để cho nó dễ táp thì để mình mở cái màn hình HDMI lên. Rồi, nên bật lên. Kích thử cái quạt quay nè. Để coi có chạy hay không. Coi coi nó có xuất hình ra được cổng HDMI không. Nó chạy rồi đó. Đây thì nó chạy thì nó xuất hình ra cái cổng này chứ nó không có xuất ra được HDMI. Nó xuất ra cổng này nè. Cổng on board nè. Cổng HDMI trên cạc nó không xuất. Cạc này hư rồi đó. Đây mình rút này ra cho bạn xem. Rút này ra là nó mất hình rồi. Nó thấy không? Mình gắn lại cái là cái anh bo nó chạy mà cái cạc này nó hư nè. Rồi thì đây một cây hư ha. Mua ve chai thì chạy được thì anh xui thôi, chưa chắc gì nó ổn. Rồi mình test tiếp cây này thì mình vệ sinh cái chân này kìa. Rồi thì mình gắn cái cổng HDMI vô đây luôn. Rồi để anh kích nguồn thử coi nó chạy hay không. Nè, nó quay quạt nè. Coi coi nó có nhận cổng HDMI không. Hay là nó nhận cổng on board. Đây nó tích rồi đó, nó tích lên hình rồi đó. Đây thì nó cũng nhận cái on board à. Nó cũng nhận cổng này. Cổng HDMI bên màn hình bên đây nè. Nó HDMI mà nó không nhận. Đây cây cạc hư thứ hai. Rồi bỏ nó đây. Rồi gắn cây cạc này. Rồi để vệ sinh nó cái chân cái. Rồi thì để mình gắn thử cái cổng HDMI coi nó chạy không. Rồi đến kích nguồn thử cái. Quay cái nó quay quạt đó, tắt đó, quay nữa đó. Coi coi nó chạy lên không. Đây, thì báo cái tích lên đó. Đây, thì nó lên đây. Đây là trước rồi nè. Nhận nè ha. Cái cạc này thì nó nhận nè. Để coi coi nó lên cái gì. Nó đau mắt này. Nó quay trở lại. Nó khởi động lại hay gì. Khởi động lại nó lên bên đây. Nó không nhận cái cạc. Thì giờ nó mới vừa lên bên đây. Cái giờ nó khởi động lại cái nó không nhận nè. Cái cạc này có thể là nó bị chập chờn á. Thì nó mới vừa lên cái là nó không lên luôn. Rồi thì ta tiếp cái khác, bỏ cái này qua một bên. Còn cây cuối cùng. Đây. Vệ sinh cái chân này cái. Rồi để mình gắn vô. Gắn cái màn hình vô cái. Rồi bật điện lên. Đây để mình kích cái thử coi nó chạy không. Đây mình kích cái nó nhá cái nó tắt liền nè. Nó không kích được luôn á. Cái cạc này nó bị chạm rồi nè. Đây để mình xả điện nó ra mình để mình bật lại cho bạn xem. Nè mình kích lại nè ha. Nè nhá cái là nó tắt liền ha. Nè, làm lần nữa nè. Cái cạc này nó bị chạm rồi. Nó chạm nó gắn vô men không kích được nguồn cho men luôn á. Nè, xả điện rồi mình ấy nè ha, bạn coi cái quạt nè. Nó nhích cái là nó tắt liền ha. Nó không kích được.
cái cạc này nó bị chạm mày nè đó, thì giờ mấy cái cạc này thì nó chập chờn, có ăn cây thì nó lên hình, cái nó mất hình ha. Thì bây giờ mình sẽ xả điện, mình kích lại men này coi nó còn kích được. Chưa xả điện hết. Đây, bật lại. Đây, khi kích lại nó kích được nè ha. Cái cạc đó là nó bị chạm rồi đó. Đó thì cái cổng xuất hình này mình gắn đây thì nó sẽ lên màn hình đây. Cái cổng HDMI thì nó bên đây. Đó thì nó lên lại nè. Đó thì hôm nay mình chia sẻ với bạn vậy thôi. Đó thì bây giờ mình gắn con phím lên cho vô BIOS. Đó thì nó lên hình này đó, nó vô BIOS nè. Đó thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn vậy thì cái quá trình test của mấy cái món cạc 4 cây. Đây 1 2 3 4 cây. Thì nó có một cái cây này nó nhá lên hình cái rồi nó mất hình. Nó khởi động lại cái nó nhận on board không, nó không nhận cạc lại nữa. Đó thì hôm nay mình chia sẻ vậy thôi. Thì cái main mà server thì không có đồ test. Còn cái main kia thì nó chạm mày. Bên kia nó chạm với lại người ta gỡ linh kiện nhiều quá nên cái đó coi như bỏ. Được cái main này chạy được nè, không biết ổn không coi. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ vậy thôi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn. Main này để mình test sao ha.